Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhật Honda Đức nha. Thì hiện tại Nhật đang có mặt ở Hyundai Honda Đức 10 với địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Như chương trình các bạn đang xem là một dòng Future, thì dòng này là dòng độ mài các bạn. Thì trong thời gian gần qua các bạn thì Nhật đã nhận cuộc gọi của bạn rất nhiều, hỏi về tất cả những dòng xe, ví dụ như là Alpha độ nè, Future độ nè, hay là những dòng khác độ vân vân. Thì Nhật sẽ quay từ từ để mình trả clip cho các bạn nha. Thì trên màn hình các bạn đang xem là một dòng Future độ theo phong cách quay 125i nha các bạn. Thì theo như các bạn đã biết á, thì quay 125i nó có những màu sơn, ví dụ như là màu đen, xanh xám hay là màu trắng yên đỏ chẳng hạn. Thì đây là một trong những dòng xe độ giống như là phong cách quay 125i. Thì tuy nhiên á, do là dòng xe độ cho nên á, là nó không giống như là 100% thôi, nhưng mà nó có thể là giống lên đến tầm khoảng cỡ 70-80% đó các bạn ha. Thì khi các bạn ưu điểm của dòng này á các bạn là màu sơn nó cực kỳ đẹp, có thể là nó dày đến hai lớp đó các bạn đó. Và cái tiếp á, là màu sơn này nó giống như quay 150i, hoặc là so với những dòng Future trong cùng phân khúc á, thì dòng này á, là nó màu sắc nó đẹp hơn, bền bỉ hơn. Và cái tiếp á, là mình sẽ được bảo hành màu sơn lên đến 3 năm các bạn. Bây giờ thì tránh làm mất thời gian các bạn á, thì nhận sẽ review luôn nha. Thì như các bạn đã biết á, thì như cái dòng Future á, thì nó bao gồm những màu ví dụ như là trắng, đỏ, xanh chẳng hạn, nhưng mà nó không có màu đen nha. Khi các bạn mình sở hữu màu đen này thì bắt buộc các bạn mình phải đi độ màu. Thì có hai cách để các bạn độ màu. Thứ nhất là mình đề can, thứ hai là các bạn mình sơn. Thì bên mình là chọn theo phong cách là sơn luôn ha. Thì nếu mà theo phong cách sơn này á, thì các bạn khi các bạn mua xe á, thì các bạn cần phải đăng ký và đổi màu sơn trên giấy tờ của mình luôn ha. Thì tổng thể của chiếc này là chiếc màu đen luôn. Nó đen từ trước ra màu sau, nó giống như là cái chiếc màu đen nhám vậy đó các bạn. Nhưng mà cái chiếc này là chiếc màu đen bóng. Màu đen nhám này các bạn thấy, tuy là cái màu sơn nó cao cấp thật nhưng mà nó rất là dễ bám bụi. Tại lý do á, là những cái màu nhám á, thì cái bụi nhỏ, những cái bụi nhỏ á, thì nó rất là dễ bám ở trên những cái màu sơn nhám đó. Thì màu sơn bóng này ưu điểm của nó hơn cái phần còn lại á, là ví dụ như mình rất là dễ lau chùi đó, mình sử dụng theo thời gian á, thì nó ít bị bạc màu hơn đó các bạn ha. Tổng thể nó là màu đen nhám rất là đẹp luôn nha các bạn. Mình quay lại một lần cho các bạn xe tham khảo rồi sau đó mình quay lại chi tiết ha. Đây các bạn thấy logo Honda nằm ở vị trí chỗ này, cực kỳ đẹp luôn ha. Kế tiếp là các bạn thấy xăng phun nguyên tử BGMFA nè các bạn. Đây cũng là sơn luôn ha. Tất cả những chi tiết đều là sơn hết luôn nè các bạn, không phải là tem da đề can dán nữa nha. Đây thì ưu điểm của những màu này á, là mình sử dụng á, là sau này mình có lỡ mình có chở em bé hoặc là mình có chở đồ á, bước lên bước xuống lỡ như trúng cái tem nó cũng không có bị bong cái tem ra, chóc cái tem đó các bạn ha, nó trường tồn luôn ha, theo màu sơn. Kế tiếp các bạn thấy cái tem này cũng sơn luôn, Future 125i. Và ở phần dưới các bạn nó có cái dãy màu ha, màu trắng ở dưới và màu xanh, màu trắng ở trên, xanh ở dưới. Đây nó chạy theo cái hình dạng như vuốt nhọn á, nó giống như xe mình đang lao lên cái với vận tốc nhanh đó các bạn. Nhìn thấy nó rất là phong cách và thể thao ha, rất là ngầu nha các bạn. Thì đó, các bạn nào thích những dòng xe nào phong cách ngầu á, thì có thể là lựa chọn cái phiên bản màu đen nhám này, màu đen bóng nha các bạn, nhường xin lỗi, màu đen bóng này ha. Thì như các bạn đã biết rồi, Future thì hiện tại được các bạn tin dùng rất là nhiều. Lý do á, là máy móc bền nè, động cơ 125 mạnh mẽ nè. Và kế tiếp á, là thêm một cái các bạn rất là thích nữa, đó là ví dụ như dòng này là được xăng phun điện tử nè, công nghệ xăng phun điện tử. Và với cái công nghệ này sẽ giúp cho mình hoạt động một cách êm ái hơn và mạnh mẽ hơn. Và cái chính là sẽ tiết kiệm xăng. Một lít xăng của mình có thể là đi được tầm khoảng cỡ 65 đến 70 km các bạn. Trong thì các bạn cũng đã biết rồi, trong thời điểm hiện tại thì xăng giá cũng rất là chát đó các bạn. Cho nên đó là mình lựa chọn dòng xe để hỗ trợ cho mình đi tới lui, tiết kiệm xăng. Đó cũng là một cái bài toán các bạn ha. Đây là dòng Future thì các bạn rất là thích hợp, có thể là lựa chọn phiên bản này ha. Thì bây giờ tránh làm mất thời gian của các bạn á, thì Nhật sẽ báo giá sản phẩm nha. Thì trong thời gian hiện tại á, thì trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bên cửa hàng mình đang có chương trình khuyến mãi giảm giá 1 triệu đồng, trừ thẳng trên giá, cái nhất. Cái thứ hai, gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Thì phiếu quà tặng giảm giá 1 triệu đồng á, thì giá hôm nay á, là nó bao gồm á, là ở phiên bản này ha. Thì bây giờ Nhật sẽ báo 3 phiên bản luôn đi cho các bạn dễ nắm bắt giá luôn. Thì giá hiện tại của phiên bản bánh căm thì nó là sau trừ khuyến mãi còn lại là 38.990, phiên bản mâm là 39.990.000. Cuối cùng là phiên bản màu xanh nhám là phiên bản đặc biệt đó các bạn, thì giá của nó là 41.500.000 đó các bạn. Thì ở những phiên bản màu độ này thì các bạn cần phải bỏ thêm một số chi phí nữa,
để các bạn sở hữu màu sơn độ đó, đó là tiền tiền độ màu đó các bạn ha. Thì các bạn nào có thích những phiên bản màu đen độ bóng cực đẹp này thì có thể là liên hệ với Nhận qua số Zalo là 0964234878 hoặc có thể là gọi Zalo trực tiếp cho Nhận để có Nhận thấy có thể là quay trực tiếp các bạn xem luôn ha. Rồi thì cái phần quà tặng ha, khi các bạn mua xe trong thời điểm hiện tại các bạn sẽ được nhận gói quà tặng trị giá 1.000.000 đồng là bao gồm một nón bảo hiểm, một cái áo thun, một cái áo mưa, 2 lít rưỡi xăng, 6 lần kiểm tra định kỳ miễn phí, mình sẽ được giảm là 50% phí theo nhớt. Và kế tiếp mình có gắn phụ kiện ví dụ như là ba ga, móc đồ nè, bảo vệ lốc, rồi bảo vệ đuôi đen, phủ nano dưỡng sơn. Thì công nghệ dưỡng sơn này á, thì nó giúp cho xe mình nó bền màu hơn, nó đẹp hơn và ít bị chầy xước hơn. Quán ống xăng sẽ bảo vệ ống xăng cho mình. Và cuối cùng là gắn chống trộm cho xe thì bên mình có làm đầy đủ luôn. Thì thông thường á, khi các bạn mua xe thì các bạn cũng cần phải ra cửa hàng phụ kiện lẻ bên ngoài để các bạn làm những cái đó, ví dụ dán keo chẳng hạn. Thay vì bên đó thì mình các bạn làm tại cửa hàng bên mình luôn thì các bạn sẽ được giảm giá là 30% trên giá trị đó các bạn ha. Kế tiếp á là Nhận sẽ chia sẻ thêm một cái chương trình nữa, đó là chương trình thu cũ đổi mới. Ví dụ như là các bạn đang có một dòng xe mình không sử dụng, lỗi thời, nhưng mà mình phải đứng tên ha, khác hãng cũng được, thì các bạn cứ việc chạy ra bên cửa hàng bên mình, cửa hàng bên mình sẽ thu cho các bạn với lại giá là có thể là tương đối tốt và có thể là tốt hơn bên ngoài. Nhưng mà cái chính á, các bạn khi các bạn mua xe mới các bạn sẽ được giảm giá là 1.000.000 đồng trừ thẳng trên giá luôn nha các bạn. Đó là chương trình rất là bổ ích nếu các bạn đang có đúng nhu cầu đổi xe luôn nha các bạn. Đó thì kế tiếp là cái chương trình là trả góp cho các bạn luôn ha. Thì đối với dòng Future này thì đang có chương trình là trả trước 0 đồng nhận ngay cả vật gốc, thì ngân hàng hỗ trợ là ngân hàng ICS. Thì đối với ngân hàng này thì thời gian có trả kết quả cho các bạn là tầm khoảng cả 3 đến 4 ngày. Thì lý do đây là hồ sơ dạng như lên offline lên nguội đó các bạn. Còn ví dụ như các bạn nào muốn lên hồ sơ có kết quả liền á thì các bạn cần phải trả trước là 10% trở lên. Thì đối với các bạn nào có thể là tài chính cao hơn có thể là trả 20%, 30% chẳng hạn. Tại vì mình nếu mình trả trước cái phần trăm càng nhiều á thì cái lãi suất nó càng ít và cái số tháng mình chọn á nó cũng càng ít luôn nha các bạn. Ví dụ như là mình chọn thay vì mình trả 9 tháng thì lãi suất nó sẽ thấp hơn so với 12, 15 tháng. Đó. Ở đây á là mình nhận không có nói thừa đâu nha bạn, tại vì có nhiều bạn á mình cũng không rõ về vấn đề là lãi suất này đâu. Cho nên các bạn cứ nghĩ là 9 tháng lãi cũng như 12 tháng không giống nha các bạn. Cho nên là Nhận nói rõ, nếu các bạn đã biết rồi á thì mình nói chung là cũng không có sao, nhưng mà Nhận chỉ tư vấn cho các bạn như mình không biết thôi. Đó. Rồi thì bên cửa hàng bên mình vẫn có chương trình giao xe tận nhà cho các bạn luôn. Ví dụ như là các bạn nào thích dòng xe trên màn hình đó, có thể là alo cho Nhận để Nhận có thể là giao xe tận nhà các bạn. Ví dụ các bạn nào ở khu vực bên mình, gần ở bên mình đó, thì bên mình có thể là giao xe một cách nhanh chóng và miễn phí cho các bạn luôn nha. Thì clip của Nhận sẽ kết thúc ở đây các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhận. Và sau này các bạn cần review về dòng xe nào có thể là comment với phần trên màn hình thì Nhận sẽ trả video cho các bạn từ từ ha. Rồi, Nhận xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip luôn ạ.